không quay phim được. Nó vô phim. Đây là thành phố Sài Gòn. Nhìn từ hướng quận Bình Thạnh. Nếu mà hồi nãy mình tới sớm một chút thì mình có chút nắng, nắng chiều mình quay. Tháng mai vậy quay đây cũng đẹp lắm. Nếu mà ngày mai trời nắng sớm, sáng sớm mình sẽ quay cái hình ảnh của buổi sáng mặt trời mọc. Nhưng mà tối nay mình sẽ quay ban đêm thành phố Sài Gòn ban đêm. Mấy cái nhà villa dưới đó cũng tiền không á. Cái công viên đó má, cái công viên đó đẹp lắm á, có nhiều ca sĩ á, nó tổ chức nhạc ở đó. Cái công viên đó rất là đẹp, thấy những cái ca sĩ nổi tiếng là thường thường tổ chức ở chỗ đó. Đây mấy cái tàu là chở mình đi chơi đó. Rồi, đây là một cái phòng, hai cái giường chiếc. Diện tích của cái phòng này là 36 mét vuông. Hay là 46 mét vuông á, 46 mét vuông. Đây là cái cửa sổ nhìn ra thành phố Sài Gòn. Đây. Còn đây là cái bồn tắm mà mình có kéo màn lại rồi. Nhìn nó thoáng con mắt ha.